Trẻ trâu. Gọi ai là trẻ trâu đây? Tôi thấy ở trong phòng này. Như ký đòi nợ à? Ai biết. Mặt anh làm sao đấy? Nhật ký của bố cũ đúng không? Không đúng thì thôi. Ơ à, anh vô duyên đấy. Tôi đang ăn cơ mà. Cái này tôi mua mà. Thì biết là anh mua rồi. Nhưng mà cái đĩa này nó gần tôi, chứ phải là của tôi chứ. Sao có cái lý sự cổ mà cũng nói được hay vậy? Tôi không cần biết. Tôi chỉ cần biết ấy, trong mọi cuộc tranh luận tôi phải là người chiến thắng. Thế thôi. Tôi thấy nó ở gần bàn đấy. Bà sao tôi tìm không ra? Tìm không ra là đúng rồi. Anh ở dơ muốn chết. Chắc chả bao giờ chịu nhấc cái gầm bàn lên để quét nhà đâu đúng không? Có không khịa tôi, có ăn không ngon ngủ không yên à? Thì ở trên Đà Lạt này có cái gì chơi đâu. Nên tôi phải lấy anh ra làm trò vui thôi. Này là của em gái tôi. Của em gái có gì đâu mà phải buồn. Nó mất rồi. Xin lỗi nhá, tôi vô ý quá. Vô chi như cậu tôi không chấp. Ê ê ê, tôi đang chia buồn với anh đấy. Anh không tử tế được một tí à? Xin lỗi, được chưa? Mà em gái anh bị bệnh à? Nó bị ung thư. Cậu đừng làm cái mặt đấy. Tôi sợ ma lắm. Ủa? Sao anh kỳ thế nhở? Bây giờ tôi nghe chuyện buồn, chả lẽ tôi phải cười? Ê này à, cô ấy mất lâu chưa? Mới tháng trước. Chết. Sao đấy? À? Sợ à? Không! Sợ gì mấy cái này? Sao té ra quần rồi kìa? Thiên ơi! Thiên lão thiên tướng ơi! Thiên! Chất giọng ai quen vậy ta? Trước em tôi thích ngồi đấy lắm đấy.